Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ok, thì ngày hôm nay Kẹo nhảy dù ở ngay cổng trời mọi người nhá. Rồi nhá. Đây, chúng ta có luôn một cây format này. Vãi cả hàng. Gì vậy? Hai đứa luôn. Vãi hàng. Scan luôn. Làm gì căng vậy? Đùa nhau. Tôi mới nhảy xuống anh em ấy cầm được ngay một cây format. Xong thằng này tính cầm shotgun chơi mình luôn. Vãi hàng thế. Thế này ai chơi hả mọi người? Rồi nha, ok. Như vậy thì hiện tại Kẹo đang sở hữu cái combo súng đó là Aduk. Vãi. Thằng nào nhảy xuống kia, chạy qua và nó luôn. À, và Kẹo thì còn có thêm một cây nữa đó là shotgun M1014 này. À đủ. Làm gì bên này? À đủ. To gan lớn mặt này. Mày chạy đâu hả em ơi? Anh lại sợ quá cơ. Vãi. À, dính đạn. Mày này. Ra đây solo em. Thằng kia sợ chắc luôn anh em. Tôi nghĩ tầm này chắc chắn là nó không dám ra solo đâu. Ra cái đai luôn bây giờ. Rồi ok. Trông có vẻ ngon lành mọi người. Thì hiện tại là Kẹo xài combo súng này ấy. Lâu lắm rồi là mình không có chơi cái combo súng nó lại dị thế này. Anh em thấy không? Một cây súng bắn bét tầm gần, một cây súng bắn bét tầm xa. Trông có vẻ là bắn hơi khập khiễng. Như vậy là mấy thằng đứng ở tầm trung là mình khá là khó bắn. Này, ôi thôi xong. Dính ngay quả thùng dầu khoai vãi. Thử lại anh em ơi. Rồi nha, viên nữa này. Mày chạy đâu hả? Uầy, phía sau có người luôn. Thôi người tha em. Gì vậy? Đông xã ma luôn. Cái gì mà đông vậy? Đông thế này ai chơi? Rồi nha, Kẹo đang quần máu cái đã. Uầy, căng vãi luôn. Không chơi gì căng thế. À, bình tĩnh anh em. Gì đây? Vãi cả hàng này. Mày đứng lại. Xong luôn. À, anh em hôm nay thì hơi bận xíu nên là Kẹo lên video hơi muộn. Không biết là anh em đã ăn cơm chưa nhỉ? Riêng Kẹo thì đang hoàn thành nốt clip để đăng lên cho anh em đây. Đó. Và ui, đồ ngon chỗ này ba lô ba luôn. Trời ơi, nãy giờ không có ba lô, giờ lên được quả ba lô ba sướng vãi. 2 kill rồi. Tầm này thì vẫn còn rất là đông người chơi. À thấy rồi nhá, bên này có người nhá. Bên này một đứa. Rồi mày làm sao? Từ từ anh em ơi, từ từ. Qua vả nó luôn chứ ngại gì nhở. Rồi ok, let's go. À đù. Thằng nào đây? Áo cam này. Viên nữa. À sợ chạy ngay. Nghĩ gì? Có giỏi mà qua thì mình hạ nó luôn anh em ạ. Dăm ba thằng áo cam, dăm ba thằng áo vàng, áo xanh Kẹo cân hết nhở. Áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh đấy. Nói chung thì mấy thằng dâm dâm như này mình không sợ. Nhưng mà vừa có một thằng đứng ngay ở đây. Tầm này thì Kẹo không thể nói đâu cả. Vãi. Không biết là thằng bé trốn đâu rồi cơ. Có lẽ như là hơi khoai đấy. Pha này hơi khoai đấy. À đủ. Đào đâu ra vị trí của nó được nhở. Thôi thì anh em ơi, thằng ở đây chắc là nó chết hay là nó chạy rồi đấy. Vậy thì chúng ta chỉ canh thằng phía sau trụ điện thôi. Rồi nhá, tôi qua đây. Chạy qua đây. À nó cũng chạy kìa. Áo cam này. Mày có chừng tao nha mày. Áo cam này. Ở vãi. Aduk bắn sao nó chậm thế. Thôi hỏng. Thế này hỏng rồi chơi gì. Rồi nhá mọi người. Ok. À qua đây luôn cơ. Đậu xanh này cũng Aduk cả. Anh lại ngại chủ quá cơ. Exoc vỡ đầu luôn. Đùa nhau. Thằng này nó nghĩ nó là ai anh em. Xong rồi nhá, ngon lành nhá. Rồi nhá, quá tuyệt vời luôn. Như vậy thì ở đây Kẹo đã có được 3 kill. Nhanh chóng qua lượm xác nó. Ngon phết nhở. Vậy là chúng ta có thêm được đạn súng bắn tỉa. Đó anh em thấy ngon không? Cũng như là mình vừa được qua được MP40. Với MP40 thì mình chơi quen hơn shotgun kia nhiều. Shotgun thì mình bắn gà vãi. Không biết tại sao nhưng mà xài Android ấy, bắn shotgun chán cực. Có mỗi mấy anh em xài iOS thì bảo shotgun bắn ngon. Còn tôi chịu. Tôi xài Android dùng Black Shark 2 bắn shotgun nó cứ lịch tâm đi đâu ấy. Nói chung là sát thương rất yếu. Nhưng mà có một cây đó là shotgun M1887 thì nó lại khắc phục được. Đó. Đơn giản thì cái cảm ứng màn hình điện thoại của Kẹo ấy nó không được nhạy lắm. Nó không được nhạy bằng mấy máy iPhone. Rồi ok, 2-3 người chơi. Từ từ thưởng thức chúng nó nhở. Đây, nói chung là anh em cứ theo chân tôi.
từ từ xem như nào đi, vả chúng nó cũng dễ thôi. Quan trọng là anh em cẩn thận thì hạ dăm ba mấy cái thằng đấy đơn giản, không để ý. Thật ra thì FP tầm này mình đã full rồi, thế này lại còn lúc nãy tính ăn thêm cây nấm, đúng ngáo thật. Anh em thấy không, thỉnh thoảng tôi ngáo vãi ra. À rồi, 14 từ máu anh em thấy nhiều không ạ? Từ mấy cái lúc mình chơi combo súng dị ấy là mình lượm được nhiều đạn hơn hẳn luôn. Ở đây thì không hề mang thêm tính năng Paloma nha. Nhưng mà chơi combo súng dị kiểu là anh em tốn ít cái khoang chứa đồ lắm. Rồi nhá, à đù, bên này có người đây. À, hình như là ngay trong nhà gỗ bên tay trái à, thấy rồi, thấy rồi. Mày liệu hồn vãi nha mày. Vãi đứng cạnh nhau luôn, vãi cả hàng. Ngon lành luôn. Trời ơi, trời ngáo vai. Thanh niên ngáo thế này thì đúng là xanh mộ là đúng rồi. Rồi nha, thì kẹo sẽ trang bị cái băng đạn đôi vào MP40. Các bạn thì băng đạn đôi nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta nó thay đạn nhanh hơn và... Đấy, thay đạn nhanh hơn thì nó cũng là một cái lợi thế khá là ngon. Khi mà các bạn xài những cái dòng súng tiểu liên anh em bắn hết đạn thì khá là xoắn quẩy. Rồi ok, thấy thằng tiếp theo rồi nhá, coi chừng nha mày. Mày tưởng đứng ở cái này mà tao sợ à? Đứng lan can tao sợ à? Xong. Yes. Ngon. Trời ơi, vậy là kẹo bây giờ có được 5 kill rồi nha anh em, thì ngon không ạ? Quá đã luôn. Lên trên này xem như nào này. À đủ. Ở đây chúng ta có gì đây? Thêm 10 trái bông keo hả? Quá tuyệt vời. Tầm này thì 13 trái bông keo. À đâu, 12 trái, kẹo hơi nhầm xíu. Với 12 trái thì mình khá là tự tin, đủ để leo rank top 1 rồi anh em nhá. Mà có một điều ấy, hôm nay sao tự nhiên kiểu cảm giác kiếm XM8 khó thế? Hay là nó lại đưa XM8 vào thính nữa thì vãi cả trưởng. Bởi vì là phiên bản OB20 thì cái sát thương của XM8 nó rất là mạnh, bảo đưa vào thính thế chết tôi anh em. Chắc là không phải đâu. Chẳng qua là đây súng hiếm ai cũng xài, thế nên là kiếm XM8 hơi khó. Mình nhớ là OB19 thì XM8 vẫn là một cái cây súng gì đấy bắn nó tàm tàm anh em ạ. Nó chẳng có gì nổi bật cả. Và Scar Titan thì bắn vẫn rất là ngon. Nhưng mà đến OB20 thì XM8 có một pha lật kèo và mọi người đều chơi XM8. Cơ bản nếu như mà các bạn có skin XM8 quái thú thì bắn nó đã vãi trưởng. Cái tốc độ bắn cũng như là sát thương của XM8 rồi là độ chính xác, đậu xanh phải nói là ngon. Ngon anh em ạ. Đấy, thế nên là các bạn nào mà chưa sở hữu cái skin XM8 quái thú thì anh em có thể là vào shop và mua ngay. Mua nhanh kẻo hết anh em ạ, không là bên Free Fire nó lại bán giới hạn skin này với giá cắt cổ thì vãi trưởng. Thế nên là anh em ơi, nhanh chóng vào game và mua liền cho kẹo luôn nha. Xứng đáng đồng tiền bát gạo của anh em. Đây, tầm này còn 10 người chơi nữa. Rồi, nói chung là chúng ta cứ từ từ. Không biết là anh em có nhận ra cái bộ trang phục mình đang mặc hôm nay không? Đó là bộ trang phục nhà tiên tri. Mình thì có khá nhiều trang phục nhưng mà lâu lâu đổi sang mấy cái bộ trang phục cùi bắp. Đấy, giống kiểu giả làm thường dân thử lòng địch, ví dụ thế. Đấy, chủ tịch giả làm thường dân. Thôi ơi, tôi trêu anh em nhẹ nhẹ thế thôi. Chứ còn là mình mặc đồ theo sở thích. Chơi từ phiên bản ở OBT2 đến tận bây giờ là có bao nhiêu trang phục rồi? Rất nhiều, hầu như là full trang phục. Mỗi skin súng là nó là một điều khá khó khăn. Anh em bảo là ai mà full skin súng trong game Free Fire thì nó phải nói là rất là dích anh em ạ. Mỗi skin súng trong game Free Fire quay tốn bao nhiêu kim cương, đấy bao nhiêu tiền. Rồi nha, tầm này thì chắc là mình sẽ tiến lên phía thung lũng. Sau đấy thì lên lại cổng trời chẳng hạn này. Đơn giản thì bo nó thu lên trên này. À, có xe anh em ơi, một con xe Monster Truck ạ. Rồi nha, xuống xe anh bảo. Mày này, ui. Và anh em, điện thoại nhấn cảm ứng không ăn. Ui dồi ôi, không thằng này, vỡ mồm với mình nhá. Rồi nha, anh phá một keo luôn. Anh lại phải ngại chú cả. À, thằng bé đây trên. Được. Hẳn là lên trên cơ. Ui dồi ôi. Ui. Nó không ngồi ở cái khe hở nên là không bắn nữa. Thôi thì anh em ấy đến gần nó và vả nó luôn này. Rồi nha. Tầm này thì chúng ta đành phải solo với nó bằng MP40 thôi. Ra đây em ơi. Ra đây anh cho ăn lựu đạn này. Ngồi đấy mà khóc luôn nhá. À đủ. Có giỏi qua đây em ơi. Thằng bé này nó không dám qua à. Qua đây em. Đùa nhau lên luôn vả nó. Anh lại sợ chú quá nhở. Này. Ui vãi. Nháy.
À, thằng bé anh cầm suất gan. Mày đùa với tao đấy à? Xuống đây em ơi. À, tầm này thì bo cũng thu lại khá là căng. Mình cứ đáp quả liệu choán lên cái đã. Rồi anh em, đứng tạm đây. Bo đang thu lại rồi nhá. Có lẽ mình nghĩ là sẽ vào bo trước, xong đợi nó. Đấy. Xuống đây em ơi. Nhanh bo thu kìa. Ủa anh không chịu xuống luôn. Nhây thật. Bo thu rồi kìa. Bo này căng đấy em ạ. Này, thử phát này. Xuống nhá. Thằng bé đang yếu máu rồi nhá. Vãi hàng cắn trộm luôn. Ngồi đấy một quần máu đi em ơi. Lại còn rảnh hơi cắn trộm mình nữa. Vứt chảo anh em ơi, tầm này vứt chảo thôi. Đây và tôi sẽ lên trên này. Vãi hàng, bắn nữa luôn. Ôi tôi sợ ông quá, được. Rồi anh em, chú giỏi chú lên đây. Anh vứt chảo rồi nhá. Chạy phải gọi là nhanh vô đối. Ra đây em ơi. À, ra chỗ xe để chạy vào à? Thông minh đấy. Thông minh như ông á, quê tôi xích đầy. Rồi ngon lành, tầm này thì trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 6 đứa thôi. Đấy, cứ từ từ anh em, từ từ hạ gục chúng nó. Anh em chơi cẩn thận tí, top 1 ngay nhở. Ui vãi cả trường. Cắt máu đau thế. May anh em ơi, hên. Hên là kẹo vẫn vào bo kịp. Đấy là còn full EP đấy nhá. Chứ còn bảo không có nấm thì có ma nó cắt máu thì phải gọi là thốn tận rốn luôn. Ok mọi người, hiện tại thì anh em thấy được không ạ? Mình đang xài skin Aduk thanh lịch nên là bắn đã lắm. Mà mỗi tội hôm nay không kiếm được đâu XM8 nhờ. Vãi thật. XM8 dạo này hiếm quá anh em. Ui vãi thật kia. Làm gì nhau. Ui 150 máu rồi nhá. Bây giờ nó đang ngồi trong nhà quấn máu. Kẹo chắc luôn. Anh em chỉ việc lên trên vả nó lo gì. Chắc là bên này đúng không? Đây à? Đây à? Quấn máu này. Quấn nem à? Xong luôn 7 kill. Ngọt sơn luôn. Vãi cả hàng. Bao nhiêu bông keo này. Ui đỉnh, được. À và đã đến lúc chơi combo súng dị rồi. Tập này thì kẹo sẽ thể hiện cho anh em trình độ bản shotgun M1887. Nãy tôi nói với anh em rồi mà. Dạo này thì mình hay luyện cái combo súng ngắn thế này. Tức là bắn ở phạm vi gần ấy. Chúng ta có MP40 này. Đó và thêm shotgun M1887 nữa. Rồi hôm nay tôi thể hiện lấy top 1 luôn cho anh em xem. Với combo súng này thì mình đã chơi rất là nhiều trận đấu Free Fire nên là mình cũng kiểu quen. Quen nó và để sử dụng nó một cách thành thạo thì ok, đổi súng cứ phải gọi là gắt. Đây, chưa thấy người. Từ từ thì bọn nó thu lại rồi, chúng nó sẽ vào sớm thôi. Nên là anh em hãy cứ yên tâm ở tôi, đây. À, Ska, cần gì combo súng này anh cân cả bản đồ luôn. Nào thế nào ở trên? À, ở trên thì giỏi xuống dưới đi em, xuống lên solo với anh này. Ui, xung quanh đây thì kẹo không thấy, hình như là nó ở trên tầng thật. Sẽ là bỏ, anh em ơi chạy theo đường khác đi. Bởi vì là đấy, mình không có súng bắn ở tầm trung với tầm xa anh em ạ. Hai cây súng này bắn ở tầm gần thôi. Thế nên là nó cũng hơi bất lợi. Này, ra đây em, vãi cả hàng này. Tuổi gì, một viên shotgun M1887 lên bảng luôn. Thì cơ bản là cái chiến thuật chơi của kẹo đó là cầm MP40 cấu rỉa. Sau đấy thì là sẽ xài cái cây shotgun M1887 để hạ gục đối phương. Ăn lựu đạn đi nhá. Mày giỏi mày xuống đây. À, dựng bom keo chuẩn đấy, được. Anh nể chủ đấy. Đấy đi rồi, qua đây anh em ơi. Tầm này còn lại hai đứa đây. Sao, vỡ đâu? Vuốt nhẹ nhàng thôi, có gì đâu. Cơ bản thì thằng bé đang nhảy xuống. Thế nên là mình có một cái thế vuốt rất tốt luôn. Và bắn nó vỡ đầu là một điều vô cùng dễ. Với 10 túi máu này, 10 bom keo này, tầm này chỉ cần là tìm ra thằng quê đâu và vả nó luôn anh em. Thấy rồi nhá, đang chạy đến cái phía này ạ. Ok, kẹo xuống dưới luôn, thằng này sớm sanh mộ anh em ạ. Được rồi, anh qua đây. À đủ. Làm sao thử qua đây mấy đứa. Ok. Tôi đứng tạm đây tôi hóng này. Rồi, còn mình nữa thôi. Thằng bé trong nhà chắc luôn, tôi nghe thấy tiếng chân mà. Trong nhà chắc luôn, thế thì anh em ơi, chuẩn bị là chạy vòng vả nó. Đây, tôi có phía này. Mày chết chắc rồi em ạ. Chạy đi em ơi. Chạy đi em. Ui, vẫn sống cả. Được. Mày vẫn sống này. À đủ, vẫn sống luôn. Yes. Thằng này ngáo mẹ rồi. Ok, chúng ta có 10 kill top 1. Ngon lành phải không nào. Anh em ơi, các bạn thấy video kẹo hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.